Tuổi thơ của mỗi chúng ta, nhất là đối với thế hệ 8X và đầu 9X, không chỉ gắn liền với đồ cứu, cá sấu lên bờ, đuổi bắt, trốn tìm hay ném lon, mà còn gắn liền với một thứ gọi là điện tử 4 nút, một hệ thống game rất phổ biến thời ấy mà khiến mọi đứa trẻ phải chết mê chết mệt. Và đến ngày hôm nay, chắc cũng không dễ gì để kiếm được một chiếc máy chơi điện tử 4 nút ở trong tình trạng tốt nữa. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức lại những kỷ niệm khó quên ngày ấy? Nghe thì có vẻ không đơn giản, nhưng thực ra các bạn đều có thể làm được điều này với một phần mềm tên là NES Emulator trên Android. Hôm nay, mình sẽ cùng các bạn hoài niệm lại những game 4 nút từ thời chúng ta còn mặc quần cộc đi trên đất đuổi nhau. Trong video lần này thì mình có 5 game rất phổ biến thời ấy. Để bắt đầu, bạn hãy cài đặt phần mềm tên là NES Emulator trên Play Store về. Mở ra và bạn sẽ có sẵn rất nhiều game. Thứ 5 từ dưới lên là game Bomberman, hay hồi bé chúng ta còn gọi là đặt bom. Bomberman được hãng Hudson Soft phát triển từ đầu thập niên 80 và xuất hiện trên hệ thống NES vào năm 1987. Game này sẽ có một thanh niên bịt mặt chạy lon ton quanh cái mê cung toàn gạch, đặt bom sao cho nổ tường lấy lối đi và tiêu diệt hết quái vật. Game này thì đến tận nay vẫn còn được rất nhiều người ưa chuộng, với các phiên bản khác nhau được phát hành hết lên trên điện thoại di động và lại rồi là máy vi tính. Ấy à? Game đứng ở vị trí thứ tư là Battle City, hay còn gọi là bắn tăng. Được hãng Namco phát hành năm 1990, đây cũng là thuộc dạng game huyền thoại vì độ phổ biến của nó. Game này thì chắc chắn các bạn biết thừa cách chơi rồi. Đại khái là chúng ta có một con đại bàng đứng úp mặt vào tường. Bạn sẽ có một chiếc xe tăng chạy long quăng và tiêu diệt hết xe tăng đối thủ. Làm sao để bọn nó không hấp diêm qua đại bàng của bạn. Nếu bạn chết hết mạng hoặc để con đại bàng này ngỏm thì game over. Qua thời gian chơi thì mình cũng có không ít lần tự tay bóp khi phọt nhầm đạn vào con đại bàng này. Bạn còn có thể ăn những cái cục nâng cấp rơi dưới đất để nâng cấp xe, hoặc nâng cấp cho con đại bàng của bạn cái nhà xí lá cạch men. Ồ, đây rồi. Ơ, đâu rồi? Mình đoán được cái gì nhỉ? Sao? Nâng cấp. Nâng cấp. Của tao. Nâng cấp. Rồi, súng to, chết mới đi. Đây rồi, xây được cho anh đại bàng quả nhà xí đắt gạch men. Yes, thắng rồi. Game đứng thứ 3 trong danh sách của mình đó là The Legend of Kage, do hãng Taito phát hành năm 1985, hay người Việt mình còn gọi là Ninja Cứu Mẹ. Thực chất đây là cứu công chúa, cơ mà không hiểu sao bị tôn lên làm mẹ. Khi chơi trò này, bạn sẽ đóng vai một ninja huyền thoại, biết khinh công lên tận ngón cây, biết leo trèo, đấu kiếm và ném phi tiêu cực kỳ bá đạo. Và trái với các game 4 nút thông thường là đi về phía bên phải, thì game Ninja Cứu Mẹ này lại di chuyển về phía bên trái. Phi tiêu chéo à? Thôi, nằm rồi. Shit. Fuck you, big boy. Chết. Ui, mình phi tiêu ngược các bạn nhìn thấy không? Bye. Oh shit. Nó bắn lửa, thế thì bố ai mà đỡ được. Còn một mạng thôi. Thôi. Á quân trong bảng xếp hạng game 8-bit bá đạo nhất, không ai khác chính là trò con trai. Game này do hãng Konami danh tiếng phát hành năm 1988
là một trong những trò chơi điện tử 4 nút được yêu thích nhất ở Việt Nam thời đó. Theo như miêu tả trò chơi của Konami thì người chơi sẽ điều khiển hai nhân vật tên là Bill Riser và Lance Bean thực hiện nhiệm vụ vô hiệu hóa một nhóm khủng bố có kế hoạch xâm chiếm thế giới. Thật là bá đạo, thật không thể tin nổi. Hai người hấp diêm nguyên một tổ chức khủng bố. Đây là mở lại cà chua. Hình như R là đặt bánh nhanh. Chết mẹ. Rồi, cà chua chúng ta đây rồi. Cứ đến câu này nó sẽ nổ. Quá được không? Quá được không? Rồi, nó quá được rồi. Thật là tuyệt vời. Thật tuyệt vời, thật không thể tin nổi. Sai. Thôi. Làm sao cứ đến cái cầu này nó nổ. Hư cấu thật. Yes, vào. Mở được cầu thủ mạng. Đứng đầu bảng xếp hạng này là game Super Mario Bros. Thường được gọi tắt là Mario. Trong trò chơi này, người chơi sẽ điều khiển Mario hoặc Luigi, anh trai của Mario, để đi giải cứu công chúa Peach. Công chúa này, Peach. Khỏi con rồng lai khủng long tên là Bowser. Cứ mà mình cứ chơi mãi. Cứ cứu tới nơi công chúa thì lại hóa ra gặp hàng giả. Mà chả hiểu sao hai ông thợ sửa ống nước lại đi cứu công chúa. Đây mình đang ở màn 2 của Mario. Con vịt hay là con chuột nhỉ? Có một bạn lại còn có cánh nữa. Rất giỏi. À, thì có đường đi bí mật. Các bạn nào nhớ không? Vậy là số thứ 2 của series video Max Talk tạm dừng tại đây. Mình hy vọng các bạn đã có một chút thời gian vui vẻ với những tựa game 8 bit vừa rồi. Và hãy cùng nhau xem lại bình luận của video Max Talk số thứ 1 tuần trước. Chúng ta có 100 bình luận, trong đó có bạn ngày mai bình minh sẽ tới bình luận như sau. Rất dài đến tận 12 điều. Tất cả em muốn ở một chiếc điện thoại. Mình đã đọc qua này là nó rất dài nên các bạn muốn xem có lẽ phải pause video này lại. Và ở điều thứ 11 bạn viết là trang trí và tạo điểm nhấn cho sản phẩm ở hai cạnh bên bằng những lỗ đục nhỏ giúp máy tải nhiệt tốt hơn. Vậy thì chúc bạn may mắn với việc vệ sinh máy khỏi bụi. Chúng ta có bạn Nguyên Hà Trần. Bạn có nói là thiết kế của Z4 mỏng hơn Z3. Mỏng này bẻ dễ gãy lắm. Chống nước, chống bụi ok. Chip Apple A9 cái này mới, tương thích với iOS. RAM 4GB, cam trước HTC DJI, cam sau Galaxy S6 và hệ điều hành iOS 9. Và bạn sẽ nói là tên thoại sẽ là BKV Bphone Plus. Chúc bạn may mắn. Liệu iPhone có RAM 4GB thì mình sẽ đợi đến ngày đấy. À, chúng ta có bạn là Tuấn Sơn Nguyễn. Nghe tên này quen quen, nhưng chưa gặp bao giờ. Bạn ấy có ý tưởng rất thú vị. Đó là điện thoại mưa của bạn rất là nhỏ nhoi, là chip xử lý lượng tử, hệ điều hành Jarvis. Ôi mai chuối. Thiết kế Vibranium nguyên khối. Màn hình làm bằng kính nung từ Kryptonite. Cái này để chống xung nhân à? Camera lồi cũng được, một thấu kính cũng được, nhưng cấu tạo như mắt người. Mắt họ ai càng tốt. Ô mai chuối. Pin Arc Reactor Mark 3. Pin này ở trên ngực Iron Man, chắc dùng điện thoại 2 thế kỷ chưa hết pin. Loang ngoài không cần nhiều, đủ để diễn tả giống tiếng giống của học là được. Ô mai chúa. Thiết kế mềm mại như đường cong của Black Widow. Ý tưởng của bạn rất hay. Mình sẽ định để phần quà này cho bạn, nếu mà điện thoại này có thể có thật. Và bạn Trương Long, chào đâu, Trương Lương. Và đây là comment của bạn ấy.
Có lẽ các bạn sẽ phải thật sự dừng video này khoảng 5 phút thì mới đọc hết được. Và mình đồng ý với bạn ấy gần như tất cả mọi điều trong cái phần comment này. Và chỉ có một điều là mình chưa đồng ý lắm, đó là giá bán 10,5 triệu. Chúc bạn may mắn. Với ra thì trong video này đúng là bạn Trương Lương sẽ là người may mắn, bởi vì bạn sẽ là người nhận được phần quà là một thẻ điện thoại trị giá 50.000 đồng để bạn có thêm một chút tiền trong tài khoản nhắn tin với Gấu. Nếu các bạn cảm thấy video này vui thì nhớ bấm like và đăng ký với Max Channel để tiếp tục theo dõi. Trong tương lai, Max Channel sẽ tiếp tục có những video Max Talk vui vẻ như thế này và cũng có những phần quà kèm theo nhỏ nhỏ dành cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.